Rồi, mình xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Cá Kiện .vn của mình nha. Trong clip hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả các dòng cá cho quý anh chị mình xem và tham khảo ha. Thì thường cuối tuần thì em sẽ tổng hợp tất cả các dòng cá của em. Và quý anh chị lưu ý ha, cá này em đóng thùng em gửi, em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới gửi ha. Vì đây là cái mặt hàng cá kiện gửi đi không có gửi về được. Mình tin tưởng thì mình mua và không tin tưởng thì thôi. Em bán cho anh chị nào cũng như nhau, và anh chị nào mua nhiều của em rồi cũng biết về vấn đề này. Và cá em gửi là sẽ có bảo hành cho quý anh chị nha. Trường hợp anh chị nhận hàng không đúng mẫu, cá bệnh, cá yếu, vỡ bọc, cá chết, em sẽ đóng thùng cá khác và gửi cho quý anh chị, hoặc là thanh toán lại cho quý anh chị nếu anh chị mà mình không muốn mua nữa ha. Và bây giờ em sẽ vào chi tiết báo giá, báo sai các dòng cá của em cuối tuần hôm nay nha. Đây là dòng cá nâu sông nha. Cá này về anh chị thả nước ngọt nuôi chung cộng đồng với những cái dòng cá khác nuôi bình thường nha. Cá nó cũng rất là dễ nuôi luôn. Thì cái size trước mặt của anh chị mình đang xem thì nó tầm khoảng từ 4 ngón, 4 ngón rưỡi, nó gần 5 ngón như anh chị. Cái dòng này thì riêng dòng này em không có báo giá nha. Tuy nhiên giá nó rất là rẻ luôn, dễ chơi lắm anh chị. Anh chị nào mua cứ alo dùm em ha. Riêng dòng này thì em không báo giá ha. Một cái dòng cá để cho anh chị mình mua về trải nghiệm nuôi cộng đồng chơi. Rất lạ mắt nha quý anh chị. Đây là một cái dòng cá sống nước mặn. Mình đã thuần nước ngọt rồi ha. Về chỉ việc mình thả mình nuôi thôi. Rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi tiếp theo ở đây em còn một con hồng long nha quý anh chị. Con cuối cùng luôn. Thì cái con này thì cái size nó tầm khoảng 22 cm ha. Cá này em đang bán với giá là 2.250.000. Thì hôm nay cuối tuần con cá này cũng giảm mạnh cho quý anh chị mình, còn 1.900.000 ha. Cá thì em sẽ có kèm giấy tờ mã chip xuất xứ của cá đầy đủ cho quý anh chị mình ha. Mã chip của nó là 4564 nha quý anh chị. Hồng long cá này thì nói chung là ở đây em quay đèn trắng nha quý anh chị, đánh đèn nữa con cá này phần đuôi rồi di kỳ nó lên đỏ rất là đẹp nha quý anh chị. Và tiếp tục mình đến với một con ngân long vàng Amino size tầm khoảng 28-29 cm nha quý anh chị. Thì con này em bình thường thì giá nó có nó là 1.250.000 ha. Nhưng mà cuối tuần này em giảm mạnh cho quý anh chị mình con cá này luôn ha, còn đúng 1.000.000 luôn, giảm cho quý anh chị mình là 250.000 nha quý anh chị, còn một con cuối cùng cá đảm bảo liên lạc không tật không lỗi nha quý anh chị. Ở đây là em quay đèn trắng nó hơi áp nha, con cá này em bao quý anh chị mà là siêu vàng luôn, rất là vàng luôn quý anh chị. Tại em quay cái này đèn trắng thì nó cao áp thì nó sáng quá thì con cá nó hơi dạ quen lại quý anh chị. Chị nhìn thấy nó hơi ám ám trắng nha, nhưng con cá rất là vàng, để em quay góc độ này nè, dễ nhìn thấy. 1.250.000 còn 1.000.000 trắng nha quý anh chị, giảm rất là sâu luôn quý anh chị, mình có thể mua về trải nghiệm ha. Cái size nó là 28-29 thuộc thì size lớn nha quý anh chị. Tiếp tục mình đến với dòng cá ngân long. Ngân long ở đây thì em có size là tầm khoảng 26-27 cm nha quý anh chị, size to cho quý anh chị mình nha. Thì cá này thì em đang bán với giá là 350.000, hôm nay giảm sâu cho anh em 50.000 còn 300.000 chẳng thôi quý anh chị. Đem còn có 3 con ha. Cuối tuần vui vẻ em bớt cho 50.000 lấy lọc chơi. Thì con này thì nó cũng rất là dễ nuôi, dễ chăm sóc nha quý anh chị. Dòng cá rẻ tiền. Cá rồng thì nó là rẻ nhất rồi quý anh chị. Quý anh chị về mình nuôi thử nghiệm, nuôi trải nghiệm, mai mốt mình nâng cấp lên những cái dòng cao hơn ha. Size 26-27 cm, 350.000 mà em giảm 50.000 còn có 300 thôi quý anh chị. Chúc nhanh chúc lẹ giùm em ha. Rồi tiếp tục là cá kim long úc như quý anh chị. Trước mặt quý anh chị đang xem thì cái size tầm khoảng 15-16 cm ha. Cá liên lạc không tật lỗi như quý anh chị. Thì hôm nay em cào sới, sơ bới dữ lắm em mới lừa được những cái con cá mà được lành lặn như thế này nha, rất là ít luôn. Đa số nó cách kỳ không, đôi khi em dưỡng khi cả một tuần, 10 ngày một tuần em mới bán được con cá luôn. Hôm nay cá nó liền lạc rất là ok nha quý anh chị. Con này thì cái size nó tầm khoảng 15-16 cm á, cá em đang bán với giá là 750.000 nha. 750.000. Con này là nó mới có nha quý anh chị. Hàng liền lạc không tật lỗi nha. Rất là ok luôn. Rồi mình tiếp tục với con thứ hai, kim long úc luôn. Thì con này cái size nó hơi to hơn con này một chút xíu ha quý anh chị. Size nó tầm khoảng 16 hơn ha. Thì cá này cũng đồng giá luôn nha quý anh chị. Giá của nó là 750.000 dòng kim long úc nha quý anh chị.
Rồi tiếp tục ở đây mình còn một con nàng hai vàng Amino size tầm khoảng 21-22 như quý anh chị. Đó, cá liền lạc, giá em đang bán là 550k, ở đây em còn một con duy nhất ha. Đó. Thì cá này đặc trưng của nó là những cái nút chấm bi đây nha quý anh chị. Đó. Cá thì rất là vàng luôn, tại ở đây em quay đèn trắng áp á, thì nó hơi sáng sáng cá nên nhìn nó hơi bị chói nha. Đó, nàng hai vàng Amino size 21-22 giá 550k nha quý anh chị. Đó, còn một con cuối cùng. Rồi tiếp tục ở đây em sẽ còn một con nàng hai giá báo siêu đẹp luôn nha quý anh chị. Cá liên lạc không tật lỗi nha, từ đầu tới đuôi luôn. Ở cái size, cái bổng size nó khoảng 4 ngón, hơn 4 ngón nha quý anh chị. Ở cái chiều dài của nó là 30cm ha. Cá em đang bán với giá là 650k ha. Ở đây em còn một con luôn. Ở quý anh chị mình nuôi cộng đồng á, những cái con này mình thả nó rất là độc lạ nha, ít có đụng hàng luôn. Ở giá báo đặc trưng nó sẽ có những cái chấm bi và những cái vân dài như thế này. Nó rất là đặc trưng của dòng giá báo nha quý anh chị. Còn loại thường thì hôm nay em không có hàng á, loại thường em không có hàng. Nàng hay giá báo thì mình chơi thì nó sẽ không có đụng hàng nha quý anh chị. Và cá này nó rất là dễ nuôi nha, và cái độ to nó cũng rất là to luôn quý anh chị. Mình nuôi thời gian lâu á, nó sẽ rất là to luôn. Rồi tiếp theo đây em còn 4 con cá Tre Banda, size tầm khoảng 16-17cm nha quý anh chị. Giá em đang bán là 75k một con ha. Ở đây còn 4 con này, quý anh chị nào chốt hớp để với giá là 250k cho cái combo 4 con này ha. Giá bình thường nó là 300k rồi, giảm cuối tuần chúng quý anh chị mình 50k ha. Tiếp tục ở đây em có 3 con hổ Bắc Thái size tầm khoảng 10cm. Giá em đang bán là 200k một bé ha. Ở đây em còn 3 bé, 3 bé cuối nha quý anh chị. Hàng này thì em chưa có về mới. Này em mới giờ lên nó hơi bị nhát nha, em giờ lên để em quay video. Size 10cm nha quý anh chị, giá 200k một con. Tiếp cận ở đây em có size tầm khoảng 16-17 ha. Giá em đang bán là 250k một con. Quý anh chị chốt một đôi giá sẽ là 350k. Mua một con em vẫn đóng, em gửi ship nha. Tại vì cái đơn hàng từ 200 trở lên là em sẽ đóng thùng được nha. Còn dưới 200, trăm mấy thì em không có ship được. Tại vì cái thùng xốp thì nó hết mấy chục ca rồi quý anh chị. Mua ít quá thì em không có đủ để mà đắp vô ha. Tiếp theo em sẽ đến với cá hồng vĩ ha. Hồng vĩ ở đây em có size tầm khoảng 15-16 ha. Bữa nay hồng vĩ nó hơi to nha quý anh chị. Giá em đang bán là 150k một con. Và anh chị chốt cho em một đôi ha. Một đôi em để với giá là 250k thôi. Size này size 15-16 thì nó to cá lắm anh chị. Tiếp tục em đến với cá hồng két vàng. Hồng két vàng thì em có size tầm khoảng hơn 3 ngón tay nha anh chị. Nó tầm khoảng 4 ngón khép, cần 4 ngón khép ha. Và cá này em đang bán với giá là 160k một con ha. Dòng két vàng. Rồi tiếp theo em đến với két đỏ ha. Két đỏ thì cái size nó 3 ngón rưỡi tay em nha. Cá siêu đỏ luôn. Thì cá này em đang bán với giá là 160k một con nha quý anh chị. 160k một con. Đây là cái độ to của cá ha, tầm khoảng 3 ngón rưỡi tay em ha. Đây em sẽ có là hai màu ha, màu vàng màu đỏ ha. Tại đây em quay đèn trắng nó hơi áp nha quý anh chị. Quý anh chị về đánh cái đèn hồng phấn nhẹ nhẹ thì cá nó sẽ lên màu rất là dịu dàng và đẹp luôn. Tại cái đây cái đèn này đèn cao áp nha quý anh chị. Cái màu trắng nó hơi sáng mạnh á. Nên con cá mình quay đôi khi nó bị chói luôn, nó chói con cá luôn. Mặc dù con cá rất là đậm nhưng mà nó bị chói. Chói mình cảm giác nó hơi nhạt nha. Rồi tiếp tục mình đến với cá cú sừng. Cú sừng rắn nha quý anh chị. Cú sừng rắn thì em có size tầm khoảng 30 tới 35cm. Thì những cái con mà tầm khoảng 25 á thì giá em đang bán là 500 nha. Còn to hơn thì giá bán là 600 ha. Ở đây em sẽ có một con to và ba con size 25 nha quý anh chị. Rất là lạ. Thì cái độ to nó thì nó tầm khoảng cái ngón út em thôi, nhưng mà cái độ dài nó rất là dài, nó dài gấp 3 lần con cá cú sừng bình thường nha. Rồi và tiếp theo đây em sẽ có là trạch bông đen nha quý anh chị. Thì cái size nó tầm khoảng 10cm, 11, 12cm ha. Và cá em đang bán theo combo 4 con là 200k. Nhưng mà cuối tuần này anh chị nào chốt cho em 4 con em tặng thêm một con nữa, là 5 con chỉ có 200k thôi quý anh chị. Cái này là một cái dòng cá thuộc sống đáy nha quý anh chị. Nó sẽ lội phần đáy thường. Nó không có bơi lơ lửng như những dòng cá khác nha quý anh chị.
Rồi tiếp tục em đến với cá sấu hoa tiễn. Sấu hoa tiễn thì em có size tầm khoảng 18 cm. Đó, 17-18 ha. Ở đây nói chung là bán thì thường em bán lượm bán to em bán trước không à. Còn bán nhỏ này thì em thúc mồi nó ăn chừng khoảng tuần lễ thì nó bự lắm, nó nhanh lớn lắm á chị. Đó thì bây giờ em sẽ báo chuẩn cho quý anh chị mình nhận đúng size 18 ha. Đó thì size 18 mình đang bán là 200k một con ha. Đó. Một cặp thì em bán cho quý anh chị mình 350k ha. Em lựa những cái con to nhất trong bầy cho quý anh chị mình nha. Đó, còn quý anh chị mà lựa cái size nhỏ nhất ha. Size nhỏ nhất thì nó tầm khoảng 15 cm. Đó, thì một cặp là 300k nha quý anh chị. Đó, mình thêm có 50k nữa thôi. Nếu mình chốt một cặp to hơn thì nó to khoảng gấp đôi luôn á. Nè quý anh chị coi nè. Đó. Đó, trời một vực ha. Đó, ví dụ 300 cặp, 350 cặp thì quý anh chị mình thêm 50 nữa lấy một cặp 350 thì nó to gấp đôi thì nó lời hơn. Đó. Trong này thì nó ăn tạp rất là nhanh lớn luôn và không cần oxy vẫn sống nha quý anh chị. Rồi tiếp tục với em có một con trê cọp size tầm khoảng 30-40 nha quý anh chị. Đó thì con cá này em thu lại của khách nha quý anh chị, cá khá là to luôn. Đó thì khách nuôi khá là to, cái hồ nó hơi chật á, nên khách muốn đổi cá khác thì em thu con cá này làm thu lại của khách ha. Chứ cái hàng bự thì nó rất là hiếm có, ít có nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nào mua thì cứ alo giùm em á, có một con duy nhất thôi. Đó, con này là em thu là của khách nha. Đó, chứ cá bình thường em bán là không có size bự nha quý anh chị. Đó, cá này cái chiều dài nó tầm khoảng 30-40 nha, rất là to nè quý anh chị. Đó. Nhỏ. Rồi tiếp tục em sẽ trở lại các dòng cá chép cho quý anh chị mình tham khảo ha. Đầu tiên sẽ là những cái dòng cá chép sư tử ha. Đó thì em sẽ quay từ nhỏ tới lớn cho quý anh chị mình coi ha. Đó, đầu tiên mình sẽ đến với sư tử trắng body short ha. Body short ở đây thì cái thân hình nó sẽ ngắn hơn so với cái loại thường một tí. Đó, ở đây là cái hàng chuẩn nha quý anh chị, hàng chuẩn nha. Đó, tay bơi di kỳ đuôi liền lạc rất là đẹp nha quý anh chị. Size này là size 7 cm nha, để em vớt cho quý anh chị mình coi một đôi. Đó, cái độ to của cá nè. Đó thì cá này em đang bán với giá là 180k nha quý anh chị. Đó thì ở đây thật ra em còn có 4 con thôi, anh chị nào chốt cho em một đôi đó, em sẽ giảm cho 100k ha. Đó, tức là một đôi nó là 360, em giảm 100 còn 260 ha. Quý anh chị nào chốt hết cho em 4 con này em để với giá là 500 nha quý anh chị. Hàng tiêu chuẩn rất đẹp nha quý anh chị ơi. Đó, body short nha, body ngắn nha. Đó, mình tiếp tục với sư tử đen size tầm khoảng 7-8 cm nha quý anh chị. Đó, thì trước mặt quý anh chị đang xem thì mình sẽ có cái màu đen hiền. Ở đây thì em có dạng như mình sọt rồi mình dài ha. Anh chị nào thích cái body dài em lựa body dài, thích ngắn em lựa ngắn nha. Thì cá này em đang bán với giá là 200k một con nha quý anh chị. Đó, cuối tuần này quý anh chị nào chốt một đôi giảm 50 ha. Giảm 50 một đôi còn 350k nha quý anh chị. Đó, đen rất đẹp nha quý anh chị. Hồ mình đủ màu rồi, mình có thể mình bỏ một hai con màu đen vô làm điểm nhấn cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, để em vớt cho quý anh chị mình coi luôn. Em quay lúc nào cũng đèn trắng nha, quý anh chị mình cứ yên tâm về phần màu sắc của cá nha. Đó, đây màu đen của cá ha. Đó, size chuẩn cho quý anh chị mình là 8 cm nha quý anh chị, size chuẩn 8 cm nha. Rồi tiếp tục em đến với panda. Panda ở đây em sẽ có là 8 cm nha quý anh chị, size 8 cm và màu sắc của cá là màu vàng đen và màu bạc đen ha. À, quý anh chị thích màu nào cứ alo em lựa chuẩn màu đó. Đó và quay clip lại gửi quý anh chị xem xác nhận đúng cá đó rồi em mới đóng gửi nha. Đó, panda thì cái màu và màu sắc của nó cũng như tai bơi của nó sẽ có cái màu phát quang trắng trắng nha quý anh chị. Mình nhìn nếu mình nuôi hồ xi măng á, mình nuôi cái con panda nè, quý anh chị sẽ thấy nó lội. Đó, và cái màu nó dạ lên rất là rõ rệt luôn. Đó, nếu mình nuôi hồ xi măng ha. Đó, em sẽ có màu vàng đen, bạc đen nha quý anh chị. Size chuẩn của nó là 8 cm nha quý anh chị. Để em vớt cho quý anh chị mình xem luôn. Đó, em sẽ vớt màu vàng trước nha. Đó, đây màu vàng. Đó, màu bạc đen. Nó lội hơi nhanh. Đó, đây màu bạc đen nha quý anh chị. Rồi tiếp tục em đến với màu cam đen. Đó, cam đen thì em có size chuẩn 5 cm. Đó, chuẩn 5 cm cho quý anh chị mình ha.
ở cam đen, thì ở lưng cái lưng ở trên mình nhìn xuống nó sẽ là màu hơi đen đen, và nếu mình bỏ vô hồ mình nhìn ngang qua thì con cá nó sẽ có cái màu cam. À, để em vớt cho quý anh chị mình coi đây, cái bụng nó sẽ màu cam ha, lưng đen đó. Thì cá này em đang bán là 150k, nhưng mà hôm nay em còn lát đét thôi, cái này là còn lát đét nha quý anh chị đó. Anh chị nào chốt hết để cho với giá là 400k ha, có một đôi cũng sổ luôn, nói chung là 150 em để cho 100k một con thôi đó. Anh chị chốt từ một đôi giùm em ha đó. Rồi tiếp tục mình đến với dòng chép phi tần. Phi tần ở đây em có size tầm khoảng 10-11 cm nha quý anh chị. Ở đây em sẽ có hai màu, đó là màu vàng gold và màu trắng ha. Ở trắng ở đây là trắng lưng đen và có một con full trắng. Ở full trắng thì nó tầm khoảng 10 cm, còn mấy con kia tầm khoảng 11 cm nha quý anh chị. Đó, vàng thì nó sẽ có là vàng gold. Đó, tai bơi trắng và quen, và ở đây em sẽ có một con là tai bơi bình thường, ở màu theo thân cá luôn. Đó, thì cá này em đang bán với giá là 230k ha. Đó, và cuối tuần này quý anh chị nồng chốt giùm em một đôi, em 460 em giảm còn 400 chẳng cho quý anh chị mình giá cuối tuần nha quý anh chị. Đó, thì em còn cũng ít thôi, còn lát đát quý anh chị, em hết hàng rồi nha. Rồi tiếp theo em đến với phi tần cam đỏ. Đó, cái chiều dài của nó tầm khoảng 13-14 nha quý anh chị. Những cái con dài như thế này là tầm khoảng 14 cm á, và cái con ngắn nhất thì tầm khoảng 13 cm. Đó, thì cái size này em đang bán với giá là 350k nha quý anh chị. Hôm nay nói chung là cuối tuần em còn mấy nhiêu ha, còn bao nhiêu em quay bao nhiêu ha, chứ không phải là em muốn đăng 4 con này mà trong hộ em còn một đống đâu. Đó, thực tế là em có 4 con thôi, em bán từ đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần. Đó, hôm nay thì cái hàng này em chưa có về nha quý anh chị, nó không có hàng ha. Đó, thì cái size này bình thường giá nó 350 ha. Quý anh chị nào chốt cho em một đôi ha. Đó, chốt cho em một đôi một con cũng được luôn. Rồi 350k em giảm 50k, còn 300k nha quý anh chị. Đó, một đôi một cặp gì em cũng giảm bằng nhau ha. Đó, một con em vẫn đóng em gửi nha. Một con em vẫn đóng gửi, thì tại vì cái đơn hàng từ 200 là em đóng rồi. Đó, cá rất là đẹp quý anh chị. Đó, cá này thì về quý anh chị mua cái đèn màu hồng phấn ha. Quý anh chị đánh nó một cái đèn màu hồng thôi, cá này nó lên đỏ rực rỡ quý anh chị ơi. Tại đây em quay là em quay có cái độ thực tế ha, em quay đèn trắng 100%, không quay ảo, không có dùng thủ thuật để có cho con cá nó lên màu đẹp rồi gửi cho quý anh chị một cái màu khác là nó không đúng. Đó, anh chị nào mua hàng của em nhiều rồi, em cũng không cần nói cái vấn đề này quá ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với sư tử đen size to nha quý anh chị. Size to ở đây em sẽ có là size 18 nha. Đó, chứ không phải size to là size chạp bá lửa ha. Đó, thì cái size 18 này em đang bán với giá là 750k ha. Cái hàng này thì em không có giảm giá nha quý anh chị, vẫn giá bình thường ha. Đó, đen ở đây là sẽ là đen full từ đầu tới đuôi nha quý anh chị. Đó, đen full, đen huyền nha, đen full, đen thù lùi luôn. Đó, quý anh chị mình ở nhà có đủ màu, thiếu màu đen mình có thể mua một vài con mình thả làm điểm nhấn nha. Đó, cá rất là đẹp nha quý anh chị, tai bơi đuôi dày dặn, rất là cứng cáp nha quý anh chị. Đó, 750k một con, một đôi là 1,5 triệu nha. Tiếp tục ở đây em còn một đôi sư tử sọt, ở chiều dài nó tầm khoảng 15-16 nha quý anh chị. Đó, thì đôi cá này em đang bán với giá là 750k một con nha quý anh chị. Thì ở đây em còn có đúng một đôi này thôi, anh chị nào chốt thì hôm nay em giảm luôn, tại vì cái hàng này đầu tuần em có lại nha. Đầu tuần thì em có cái hàng này nữa hay quý anh chị. Ở đây nữa, em sẽ có là tai bơi lụa rất đẹp nha quý anh chị, body ngắn ha, dây dài đuôi dài. Đó, thì cái size này bình thường em đang bán là 750k một đôi, nó là 1,5 triệu nha. Ở hôm nay quý anh chị nào chốt cho em cuối tuần ha. Ở đây em còn một đôi thôi, thì đôi này em bán cho quý anh chị với giá là 1,100k ha, giảm cho quý anh chị 400k, giảm cực kỳ sâu nha. Đó, cá em đảm bảo là không tật không lỗi nha quý anh chị. Đó, cái nào tật lỗi em báo tật lỗi nha quý anh chị, còn cá bình thường thì cái này nói chung là đầu tuần em có lại nha. Ở đây em còn cặp cuối thôi, chị nào chốt chút nhanh chút lẹ giùm em ha. 1,5 triệu giảm 400, còn có 1,1 triệu thôi quý anh chị. Rồi tiếp tục ở đây em còn một con màu cam đen. Đó, cam đen sọt ngắn nha quý anh chị. Đó, thì con này nó bị lỗi, nó bị cong cái cổ một chút nha. Đó, con này thì giá của nó là 1,5 triệu nha quý anh chị, nhưng mà nó bị lỗi về thì em để cho quý anh chị mình với giá là 500k thôi. Con cá này bán là lỗ lúc luôn, không có lại lời lãi gì trơn. Nhưng mà quý anh chị mình thả vô cái hộp kính á thì rất là khó thấy cái lỗi của nó nha. Tại ít trên mình nhìn xuống thì nó cong cong như thế này. Đây, quay chi tiết cho quý anh chị mình coi ha. Cá này em bán lỗ rất là nhiều luôn, 1,5 triệu mà giờ em bán 500 thôi. Đó, cá này là cái lưng lên gù luôn nha quý anh chị. Cái size nó tầm khoảng 17-18 nha quý anh chị. Đó, body ngắn ha.
1,5 triệu em bán còn có 500 đâu anh chị. Đó, về màu sắc thì nó cực kỳ đẹp nha. Anh em thả hộ kính đi khỏi cái bàn luôn. Đó. Còn mình thả ở trên nằm xuống thì thấy nó hơi cong cong cổ nha. Tại này cái này bữa đi lựa đông quá thì cũng hơi lựa gấp nên mình không có nhìn trên nhìn xuống. Đó, về nhà thì mới phát hiện nó bị lỗ như thế này. Đó, bán lỗ nặng nha quý anh chị, bán lỗ nhiều nha. Anh chị nào mua cứ chốt nhanh chốt lẹ giùm em. Em có một con thôi. Đó, cái màu cam nó là cái màu cam đen dạng như ánh đồng nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi và cuối cùng em đến với một cái combo, một combo duy nhất nha quý anh chị. Đó, một combo duy nhất thôi. Đó, ở đây em sẽ có là 4 con cá coi bướm và 4 màu sắc khác nhau nha quý anh chị. Đó, đầu tiên em sẽ có là cái màu đỏ cam nha quý anh chị. Đó, cái form cá phi tần rất đẹp luôn. Cái form giống thôi nha chứ cá này là coi bướm nha quý anh chị. Đó, y chang luôn. Đó. Màu rất đẹp luôn. Đó, tiếp theo em sẽ có là một con đỏ đen. Đó. Đó, thì cái size mà quý anh chị đang xem nó tầm 20 trở lên nha quý anh chị. Có con to nhất thì size nó tầm khoảng 26-27 cm. Đó, to nhất thì nó 3 màu, đỏ đen trắng nha quý anh chị. Full vảy nha. Đó, rất là to luôn. Đó, một con đỏ cam, một con trắng vảy kim tuyến. Đó, 4 con 4 màu như thế này. Em đang bán với giá là 300k nha quý anh chị. 300k cho cái combo 4 con và 4 màu như thế này. Đó, chỉ một combo duy nhất, anh chị nào mua cứ alo giùm em cho nó nhanh lẹ nha quý anh chị. Đó, em có một combo thôi, tại vì hôm nay là em không có về cá coi bướm nha quý anh chị. Và bữa nào có nhiều thì nó tầm khoảng từ 2 tới 3 cái combo, tại vì con cá mà mình lựa ra những cái con đẹp thì nó rất là ít hàng quý anh chị. Đó. Và video của em đến đây cũng xin kết thúc ha. Cảm ơn quý anh chị đã dành ít thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy video hay, hãy cho em xin một like, hoặc là muốn xem những đợt tiếp theo em có những cái dòng cá gì thì quý anh chị hãy nhấn cái nút đăng ký ha, để khi em đăng video lên, quý anh chị sẽ nhận được cái thông báo để mình xem cá cũng như là mình chốt cá ha. Và quý anh chị lưu ý giùm em ha, cái này em đóng em gửi tỉnh, em chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và gửi ship ha. Và cá em gửi là sẽ có bảo hành cho quý anh chị mình trên đường vận chuyển ha. Anh chị nhận hàng nếu mà cá nó yếu nè, vỡ bọc nè, cá chết nè, em sẽ đóng cá khác gửi cho quý anh chị, hoặc là quý anh chị không muốn mua nữa em sẽ đóng. Đó, em xin lỗi, em sẽ chuyển khoản thanh toán đầy đủ lại cho quý anh chị mình ha. Đó, rồi và em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo của em nhé.